Hello anh em, nhìn đi nhanh thị trường chứng khoán ngày 12 tháng 6 năm 2024 Như vậy là thị trường của chúng ta tương đối là cân bằng vào buổi sáng ngày hôm nay Thị trường giao dịch ở ngưỡng tham chiếu rồi Âm 0,24 điểm, 0,03% Mình đã quay ở khoảng 11 giờ 30 phút, 28 phút Thành quả thị trường ngưỡng 10.000 tỷ Giá trị giao dịch là khối lượng là 372 triệu cổ như vậy là hôm nay cái thanh khoản đã thụt hơn so với ngày hôm qua rồi Hôm qua thì áp lực bán dòng của nước ngoài là rất lớn Đúng không? Khi mà hôm qua chúng ta cái giờ này chúng ta phải đâu đó khoảng Hơn khoảng 70 triệu cổ nữa Thì hôm nay là áp lực đã nhẹ đi rồi Sáng ra chỉ xúc miệng khoảng 400 tỷ thôi Đúng không? Là cũng gọi là nhẹ nhàng đấy anh em ạ Nhẹ nhàng Chúng ta đang có những cái tin đồn liên quan đến một cái quỹ Bán dòng ra khoảng 25-28% cổ phiếu Nhưng mình nghĩ rằng là qua một hai phiên nữa nếu một quỹ đấy nó bán thì chúng ta mới xem được thật đấy tin đồn đấy nó có là chuẩn hay không nhá yeah à, tại vì là có nhiều quỹ lắm nó lãi thì nó bán rồi nó cơ cấu nó rút vốn cái xu hướng rút vốn nó đang diễn ra cả châu á chứ nó không phải diễn ra ở mỗi việt nam vì thế nên cái việc đó chỉ là một cái lý do để anh em biện minh những cái câu chuyện nước ngoài thôi chứ còn thằng đấy hôm qua mình xem qua nó chỉ khoảng quỹ nó chỉ khoảng đâu đấy khoảng 2 nghìn tỷ của việt nam mà nó bán anh em phải hình dung là mỗi phiên nó bán nghìn tỷ hai nghìn tỷ thì nó bán phiên là xong hai phiên là xong Đúng không? chúng ta phải theo dõi cả quá trình bán dòng của nó xem là nó có có đẩy lên mạnh trong những cái ngày tới hay không, đúng không? Tự doanh thì hôm qua giao dịch cũng tương đối cân bằng, mua dòng nhẹ. thanh khoản thị trường ngày hôm nay thì yếu hơn ngày hôm qua. Hôm nay chúng ta vẫn có tiếp tục là sự dẫn dắt từ leading là FPT, đúng không? FPT thì sau khi chia cổ tức thì hôm nay lại tặng cho anh em thêm một cây tăng gần 4%, có những lúc FPT tăng khoảng gần 5%, rất khỏe, đúng không? Volume đẩy là rất lớn. À, hôm nay chúng ta có nhóm chứng khoán chứng khoán thì liên tiếp là những cái cổ phiếu mà được chấp thuận tăng vốn đúng không cho cái sóng nâng hạng của thị trường hay những cái cổ phiếu banh như là vpbank hôm nay cũng nâng đỡ lại thị trường nói chung là uh, đội cụ tèo thì ở đây là có chắc là mình nghĩ là chắc là đội vinhome thôi đúng không đội vinhome thì phá đáy đấy đội vinhome thì phá đáy lịch sử thì cũng đang nằm ở cái đáy lịch sử rồi đang nằm ở cái đáy đâu đó khoảng 37 thì cũng đang cứ rình rình đòi phá nên là uh, anh em gọi là cũng đang cân keo lại các thứ, đúng không? FPT các thứ vẫn đang cân lại. Mình thấy thị trường tương đối là phân hóa, phân hóa rất là rõ luôn. Bán lẻ mình thấy cũng đang tương đối khỏe. FRT đúng không? Hay chứng khoán thì hôm nay cũng được có hiệu ứng. Rồi uh, bán lẻ ví dụ như MWG đúng không? Cũng vẫn giữ được xu hướng. Còn lại thì điều chỉnh ví dụ như những cái cổ phiếu như là VGS tăng quá là nhiều rồi hay là lợn, gà, chó, mèo thì cũng điều chỉnh tí, đúng không? GVR, đảm Cà Mau, đấy, rồi dệt thủy sản, đấy, bất động sản, đấy, điều chỉnh rất là nhẹ nhàng. thanh khoản như thế này thì chúng ta hình dung là biến động mạnh là cũng tương đối khó, mình cũng kỳ vọng một cái nhịp mà nó rũ cho một cái nó tương đối một tí, nếu mà rũ thủng được MA20 mà về được khoảng 1,2,6,8 thì có thể là Ừ, cũng tương đối là ok đấy, cũng tương đối là ok nhé. thay vì là chúng ta cứ chờ lò vờ như thế này quá là lâu, thì nên có một cái dí mạnh mạnh một tí thì nó khét hơn. thì để mà dí được thì chắc là phải anh em phải chờ tối nay. tối nay chúng ta sẽ có cái thông tin liên quan đến uh, cpi của mỹ và tối ngày mai chúng ta có fomc. đấy, dựa vào cái sự kiện này như thế nào thì mình nghĩ rằng là nó sẽ có những cái xu hướng mới cho thị trường. Yeah. khả năng là tối ngày hôm nay cũng như là ngày mai chúng ta sẽ xuất hiện những cái xu hướng mới tuần sau là tuần đáo hạn phái sinh đúng không Đấy, rất nhiều những cái sự kiện liên quan thì đặc biệt là cái sự kiện tối ngày hôm nay CPI rồi ngày mai liên quan đến FOMC uh, nó sẽ quyết định cái xu hướng mới của thị trường tâm lý của anh em dòng tiền của anh em làm sao cho nó yên tâm chứ nhiều khi là anh em cũng xoắn đúng không không biết đâu mà lần thì cứ phải thoát trước bảo nhau thoát trước ví dụ hôm qua nhảy ra một tí cho nó chắc đúng không xong rồi theo dõi thêm thì hôm nay bắt đầu lại đi ngang rồi chưa chắc nó đã rũ cơ ấy loanh quanh là ví dụ thông thường ví dụ hôm qua ăn là cây rũ rồi nhá hôm qua ăn cây rũ rồi đúng không rũ bỏ trong phiên luôn chứ chắc nó đã rũ về đây cơ nhưng mà nếu mà có thông tin xấu chẳng hạn thì có thể là chúng ta sẽ chứng kiến một cái nhịp rũ ấy nó sâu hơn còn mình thấy là rung rũ trong phiên là đã có rồi hôm qua là rung giật trong phiên cũng đấy hôm qua đấy Ok, mà mình thấy là leading FPT nó vẫn giữ được cái vai trò dẫn dắt của nó như này mà thậm chí nó còn bước vào một cái pha mình nói tối qua đây đó là pha nước rút trên livestream ấy anh em xem. Đấy. Thì cũng kỳ vọng là FPT đâu đó chắc là anh em vẫn cứ nắm giữ thôi, chúng ta cứ nắm giữ thôi, ăn xong cổ tức cứ nắm giữ, ta ghét đâu đó kỳ vọng về lại quanh quanh vùng 146 hôm qua thì anh em lại được ngay vùng tí cổ tức đúng không? Thì cũng gọi là tương đối là ok và pha nước rút rồi tốt nhất là chúng ta không nên view target của cổ phiếu nhiều nhá giảm khoảng 10 từ đỉnh chúng ta bán Đấy. tầm đó là ok chứ còn còn kệ nó cứ vận động nào kệ nó nhé điều chỉnh vừa lên vừa chỉnh vừa lên vừa chỉnh là rất là bình thường ok cảm ơn cả nhà rất là nhiều chúc cả nhà đầu tư luôn thành công hẹn cả nhà buổi live tối nay trên youtube và tiktok anh lương vi anh em mà muốn vào nhóm thì nhắn qua zalo trên link bio tiktok mình thì cứ thị trường một đã rũ về thì mình sẽ cân nhắc mình mua thêm còn không rũ thì mình sẽ không mua ở vùng này đấy hai ba phiên gần đây thì đều như thế mình sẽ không mua thêm ở vùng này nữa chỉ có một là rũ về thì mình mua hai là vượt thẳng một nghìn thì mình lọc mình đánh yeah, trong những cái lúc rũ như thế này thì mình sẽ chọn lọc cổ phiếu và mình sẽ cân nhắc thì hy vọng rằng chúng ta sẽ được đồng hành cùng nhau nếu mà thị trường có những cái nhịp rũ mạnh cộng với tin tức của tối nay ra mà nó xấu xấu đi nữa mà rũ khá khá là ok đấy yeah, cảm ơn anh em chúc anh em đầu tư luôn thành công bye bye